Thưa quý vị, MT Fashion Show 2024, sự kiện thời trang sôi động với sự tham dự của hàng trăm mẫu nhí sẽ tiếp tục quay trở lại với khán giả trong tháng 8 này. Đây là thông tin được ban tổ chức chương trình MT Group đưa ra tại buổi gặp gỡ báo chí diễn ra tối ngày 9 tháng 8 tại Hà Nội. Ban tổ chức chương trình cho biết MT Fashion Show 2024 nằm trong show diễn 4 mùa xuân hạ thu đông, là cơ hội để các bạn nhỏ thể hiện tài năng, trình diễn những bộ sưu tập thời trang mới nhất, độc đáo nhất đến từ các nhà thiết kế và nhãn hàng nổi tiếng. Một phần chi phí của sự kiện sẽ được trích ra để đóng góp cho chương trình Trao Yêu Thương nhằm chia sẻ và lan tỏa tình yêu thương đến những mảnh đời kém may mắn trong cộng đồng. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn kết hợp tất cả các nhà thiết kế tài năng, các nhãn hàng thời trang, các đơn vị đồng hành tạo nên một sân chơi bổ ích giúp các em nhỏ bộc lộ năng khiếu và hiện thực hóa ước mơ trở thành người mẫu. Tại MT Fashion Show 2024, mỗi nhà thiết kế mang đến một bộ sưu tập đầy màu sắc với những chất liệu đa dạng, thiết kế thủ công, độc bản, mang những thông điệp ý nghĩa. MT Fashion Show 2024 sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 8 tại Vincom Times City, Hà Nội, với sự góp mặt của hơn 400 siêu mẫu nhí, hứa hẹn sẽ đem lại cho khán giả một show diễn đầy màu sắc và sôi động,